không biết các bố đã từng để ý rằng nhà giàu thường sinh nhiều con gái vì sao nhà giàu lại thường sinh con gái mặc dù lý trí cho chúng ta biết rằng sinh con là chuyện rất ngẫu nhiên nhưng các ông bố sẽ luôn háo hức khi vợ khoe hai vạch